Hai thợ của Bắp Mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa trên miền đất nước nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ mình nối ống tròn nha cả nhà. Thì cái cách nối này thì mình cũng hướng dẫn cho những anh em mà mới học nghề mà để hàng á các bạn. Thì mình nối ở đây thì rất là đơn giản nhưng mà nó cũng hơi là khó nối nha. Tại vì mình cái này là mình lấy mẫu để mình hướng dẫn cho những anh em mà mới tập hàng ngang cả nhà. Thì những anh em nào mà tay nghề mà cao giỏi thì xem video ủng hộ mình, có những cái gì bình luận phần bên dưới đó, để cho mình học hỏi thêm nha. Thì ở đây mình có hai khúc sắt nè, này là ống 60 nha. Thì nói chung mình cắt thì nó cũng chưa có, nó không có thẳng để mà mình nói được cái ống mà mỏng như vậy, tròn mà mỏng nha. Này thì sắt này chỉ nó có một ly ly hai thôi đó. Thì ở đây thì nó có hai khúc nè, thì mình nói sao cho nó thẳng thì mình có một cái khúc quê này nha, này là Q4. Q4 là mình cũng sửa cho nó thẳng hai bên hết rồi mình mới cặp vô để mình hàng đó. Mình lấy mình hàng để cho nó được thẳng. Thì ở đây thì mình chỉ có hai khúc ngắn thôi để mình hướng dẫn cho những anh em mới học hàng thôi nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hàng như thế nào, thì bây giờ cái dấu cắt này nó như vậy. Thì mình muốn hàng cái kẽm này cho nó dính dễ dính thì mình có một cái dũa nha cả nhà, cái dũa hoặc là có một cái máy mai máy mài thì mình sẽ dũa cái mép này. Đó. Dũa cái mép này cho nó sáng lên nha, để cho nó mất cái chất kẽm á. Tại vì cái chất kẽm này nó cháy là nó cháy hỗn lắm, nó không có mà để cái sắt bể hàng cho nó liền qua được. Thì nên mình phải vệ sinh cho nó sạch chứ. Mình có máy mài thì mình mài cho nó sạch, nhưng mà máy mài thì sợ mài quá nó cho mỏng cái mép á, mình hàng nó dễ lủng. Nên có một cái dũa. Cái này một cái dũa bản nè. Mình dũa cho nó sẽ sáng lên, nó rất là dễ hàng. Thì mình hàng cái này là không bị mỏng, không bị lủng mà mối hàng dày, nên mình hàng hai lần nha cả nhà. Thì đây mình sẽ dũa như vậy. Đó, cái mép này nó sẽ như vậy, rồi bên đây thì nó cũng vậy luôn nha. Đã dũa rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ hàng cho cả nhà xem nha. Thì ở đây mình muốn mình hàng ống tròn mà mỏng á, thì cả nhà chỉnh cái mức độ là 120A thôi nha, để hàng cho nó dễ. Còn mình mà dặn cái mức mà ampere nó cao quá thì hàng nó sẽ lủng nha. Thì nó cũng tùy theo cái dòng máy, những cái dòng máy thì nó điện mạnh thì nó mình chỉnh khoảng chừng 70 mấy 80 hoặc 90 thôi. Còn nếu mà chỗ nào điện yếu thì mình xài tới 100, 120 cũng như 150 luôn nữa. Thì mình ở đây là mình xài 120 nha. Đây, mình sẽ cặp cái hai cái này vô miếng quê, hai cái ống tiếp tròn này vô một cái miếng quê để mình tạo cho một cái đường thẳng á. Nhưng mình cho nó khi mà mình hàng vô rồi nó sẽ thẳng nha cả nhà. Chứ nó rất là dễ hàng nè, nó có chỗ điểm để mình chịu lại mình hàng.
mình sẽ chấm bon qua một cái nha, để cho nó cố định lại. Khi mình đã mình chấm cố định rồi, mình bỏ cái lớp sỉ hàn này ra. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ hàn ngang cái nè. Rồi, để lên đây cho nó dễ hàn nha. Đó. Thì mình hàn ống tròn này thì hàn y chang những cái sắt kia bình thường nha, mình cũng lăn lăn vậy và mình hàn cái mối hàn qua lại vậy nha cả nhà, chứ khỏi cần để một bên hay là bên đây bên kia, mình chỉ cái mỏ hàn này qua lại thôi, nhưng mà nó phải đứng là 45 độ nha, để đừng để nằm quá là mình thổi sẽ nó không có liền mặt lại. Rồi, để mình hàn nha. Rồi, khi mình đã hàn xong thì mình sẽ bỏ cái lớp hàn ra như thế này. Cái lớp này, cái lớp sỉ hàn. Sau khi mình đã hàn đó cả nhà, thì cái mối hàn này là sắt mỏng, mình chỉ hàn một nước đầu thôi là nó được như thế này. Rồi bây giờ có một cách thứ hai nữa để mình hàn mà cho cái đường hàn nó dày, nó liền mặt hơn nữa, thì mình sẽ có máy mài, thì mình sẽ mài, còn không thì mình cũng có dũa cả nhà, dũa hai bên mép giữa cái mí hàn này nè. Mí hàn này với cái mí ống sắt mình mới vừa hàn xong đó, thì bây giờ mình sẽ dũa theo cái mép này hai bên, rồi mình sẽ hàn tiếp tục một lớp thứ hai nữa là cho nó liền mà nó dày cái mối hàn lên nha.
Rồi sau khi mình đã giũa hai bên rồi nè, rồi bây giờ mình sẽ hàn một lần thứ hai nữa nha. Mình hàn một lần thứ hai này là mình cũng vừa kéo mà vừa nhả luôn nha, chứ mình không có miết nha cả nhà. Rồi đó, cái nhà thấy cái sĩ hàng nó rất liền nha. Đây là do mình hàn sắt mỏng nha cả nhà, này là mình hướng dẫn đây hàn sắt mỏng nha. Còn nếu mà sắt dày thì cả nhà xe hàn, các bạn hàn sẽ cái mối nó hàn mà liền mà được dây cá nó rất là đẹp. Còn này là mình hàn sắt mỏng để cho cái mối hàn mình được dày thôi, còn cái đẹp thì nó không có đẹp nha cho mấy nha cả nhà. Để mình chà ra cái. Rồi xong ngang nha cả nhà, thì mình đã hàn cái mối hàn nè, cách để nối ống kẽm mà mỏng nha cả nhà, không lủng, và mối hàn rất là liền, là dày nữa. Đó. Rồi cái clip của mình hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà đấy là cách để hàn ống tiếp dày, ống tiếp mỏng mà mối hàn dày không lủng nha. Thì cái này thì mình hướng dẫn để cho những anh em mà mới học hàn nha cả nhà. Rồi thì mình biết bao nhiêu thì mình chia sẻ kinh nghiệm cho cả nhà xem bấy nhiêu, thì mình cũng hẹn lại cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Rồi bye bye.